Xin chào bạn, đây là một con máy nghe nhạc có thể nói là rẻ nhất và nhẹ nhất của Ruizu. Đó là Ruizu X66 và bộ nhớ trong của nó lên đến 16 GB, giúp cho bạn thoải mái lưu trữ được những album nhạc. Và đây, hãng sẽ tặng kèm thêm cho các bạn cái tai nghe luôn nè, dây sạc luôn nè. Và đây là con máy của chúng ta, nó rất là rẻ và cực kỳ nhẹ, trọng lượng của nó chỉ có khoảng 15 g à, siêu nhẹ luôn. Và đây, tên máy nè, X66 có kèm Bluetooth 5.0 luôn nha các bạn. Với Bluetooth đó, thì tất nhiên là các bạn có thể kết nối được với tai nghe hoặc là lo Bluetooth không dây rất là thoải mái. Ngoài ra với cái kẹp áo như vậy nè thì các bạn có thể kẹp vào túi quần, túi xách hoặc là ba lô hay bất cứ thứ gì khác mà có thể kẹp vô được. Với dây sạc được tặng kèm á, thì bạn có thể sạc cho máy nè hoặc là sao chép được nhạc từ máy tính, laptop hoặc là từ điện thoại hoặc là máy tính bảng á, thì các bạn chỉ cần mua thêm một cái OTG nữa là xong. Thì bên mình có bán OTG đó luôn nhé. Tai nghe được tặng kèm vì hãng đang tối giản một con máy nghe nhạc đến mức tối đa luôn đây, nên sẽ có các nút phím bấm như vậy. Ví dụ như ở đây các bạn có thể nghe nhạc nè, hoặc là nghe đài FM nè, tiến tới bài hát hoặc là lùi bài hát nè, hoặc là tắt dừng nhạc nè. Và đây là nút Bluetooth. Ở bên cạnh trái của chúng ta thì sẽ có là cái chuôi sạc nè, cái chuôi 3.5 mm để cắm dây tai nghe có dây vô nè. Bên cạnh phải thì sẽ là nút nguồn và tăng giảm âm lượng. Bộ nhớ trong lên đến 16 GB nên các bạn có thể thoải mái sao chép được nhiều album nhạc hoặc là nhiều bài hát chất lượng cao, đến ít nhất mình nói ít nhất nha là vài ngàn bài hát chất lượng cao. Còn những bài hát mà chất lượng thấp một chút xíu á, thì vài chục ngàn bài hát là điều bình thường. Với cái kẹp áo này á, thì mình có test qua sơ qua thì nó rất là chắc chắn nha và cực kỳ nhẹ nhàng luôn nè. Rồi nếu mà các bạn nào cần mua á, thì đây là số điện thoại bên mình, các bạn cứ liên hệ với mình là được. Cần tư vấn gì á, thì cứ add Zalo hoặc là gọi điện thoại trực tiếp cho bên mình, hoặc là các bạn cứ vào fanpage bên mình, đó là 1994 to, mình sẽ để ở đây. Liên mua hàng được miễn phí vận chuyển mình sẽ để bên dưới nhé. Rồi xin chào các bạn.